Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Huyền, mình đến từ công ty cổ phần công nghệ TAH. Hiện nay thì doanh nghiệp của mình đang tập trung chủ yếu vào sản xuất các phim hoạt hình. Bên cạnh đó thì chúng mình cũng có nhận đào tạo để trau dồi kiến thức thêm cho việc sản xuất phim hoạt hình 3D hiện nay. Đối với nhu cầu thiết kế 3D hiện nay thì không chỉ đối với doanh nghiệp của chúng tôi mà tất cả các doanh nghiệp khác trong cả nước, ví dụ như là giáo dục, y tế, khoa học thì điện ảnh hay là media cũng vậy, thì 3D đóng một vai trò khá là quan trọng và đó là một trong những công nghệ khá là tân tiến hiện nay. Thực ra thì công nghệ này nó đã khá phát triển ở trên thế giới và hiện nay thì ở Việt Nam cũng đang trên đà phát triển. Và đối với doanh nghiệp chúng tôi thì nó đóng một vai trò rất là quan trọng vì nó là cái cốt lõi của cả doanh nghiệp chúng tôi. Vì chúng tôi đang thực hiện các cái dự án sản xuất các cái bộ phim hoạt hình trên công nghệ 3D. Chính vì thế nó là một trong những cái phần xương sống của công ty, hoạt động doanh nghiệp của công ty. Trong bối cảnh hiện tại thì đối với Viện Đào tạo Quốc tế FPT Arena thì việc khóa đào tạo công nghệ 3D đóng một vai trò rất là quan trọng và có ý nghĩa rất là lớn đối với doanh nghiệp chúng tôi nói riêng và đối với các cái doanh nghiệp khác mà đang sử dụng công nghệ 3D nói chung. Nó là như tôi đã chia sẻ trên thì công nghệ 3D hiện nay đang là một công nghệ rất là phát triển trên thế giới. Chính vì thế nó làm đóng vai trò xương sống, vai trò cốt lõi trong việc phát triển doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp chúng tôi thì cũng là rất là may mắn là có một số các cái bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học FPT Arena cũng có về làm việc cho phía doanh nghiệp chúng tôi, thì tôi cảm thấy đó là một trong những sự may mắn của doanh nghiệp. Vì đối với nhìn nhận của doanh nghiệp chúng tôi ấy, thì các bạn sinh viên FPT Arena sau khi tốt nghiệp của trường đã các bạn có một cái những cái kỹ năng rất là quan trọng, rất là cần thiết, đó là sự tự chủ, năng động và rất là sáng tạo trong công việc. Và đó là một trong những cái yếu tố quan trọng và thể hiện tính chuyên nghiệp khi mà chúng ta muốn hội nhập ngành công nghệ 3D không chỉ trong nước và trên thế giới. Cái sự kỳ vọng của doanh nghiệp đối với các viện đào tạo như FPT Arena thì thực sự đó là chúng tôi mong muốn sẽ có những lứa sinh viên sau khi ra trường có trong mình những cái tinh túy tốt nhất sau khi nhận được những cái đào tạo từ Viện Công nghệ Quốc tế FPT Arena.